cho các bạn nha. Đây là tác phẩm của bạn Gia Huy. Sau khi đi biển về thì bạn đã thay lại cái bể này bằng bể nước mặn để nuôi gốc mượn hồn. Bắt được mấy con nhỉ? 3 hay 4 con gì đây? Và thấy long quăng con chạy kia đây. Đây này. Đấy, đó, 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 đó. Các bạn thấy không? Con kia nó chạy. Con chạy thì được bỏ ra đây. Chắc là món chạch chiên hả Nấm? Thoát hết nước rồi. Đó. Còn mấy con nòng nọc thì đi chơi về là bị mất hai con à? Còn một con thì phóng sinh đâu rồi Nấm? Một con phóng sinh đâu hay cho bạn Bi nói? Vẫn để trên đấy mà. Nòng nọc mà. Trên đây rồi. Đây, ốc mượn hồn này, con ốc mượn hồn nó đi này. Đâu? Đây, các bạn nó xem chiêu nữa mình mở ra cho. Đây 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 đó, đó. Bây giờ thành bể con cho cả hai ấy nước vào đây rồi. Vâng. Hai chai nước vào đây này. Cho pin. Cho pin. Cho pin. Cho con chạch với lại con nòng nọc cho pin. Cho pin con mấy con mảnh đó. Đây là Yến Phụng. Wiu. Sao chơi về này một quả trứng ra đây. Một quả trứng ra đây rồi. Còn đây là ốc mượn hồn. Đó, bạn Nấm đã vông bể ốc mượn hồn. Chuyển sang nuôi nước mặn nó mới chất. Ok, video này giới thiệu với các bạn vậy thôi.